Chào mừng các bạn đã biết kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là một cặp đực ba bê và một cặp một con ba bê và một con đực Angus. Đây cặp đực ba bê các bạn, con này lai sâu các bạn, dòng F2 nha. Ba bê muối tiêu, nó có ngang. Hai cái tài đích tròn quay các bạn không? Đòn dài. Chân móng được hoàn thiện, xương cối. Xương cối nha các bạn. Đó, lưng một lưng. Dài hở đòn dài cái đầu chà bá, dài hở đòn dài cái đầu chà bá luôn các bạn. Vàng này cũng vàng bơi lỡ nha các bạn, hai cái tài đích này các bạn không. Còn ba bê này có ngang dữ lắm nha các bạn. Đó, ba bê này có ngang. Đích này, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đích này, chân móng đi hoàn thiện hết. Lưng một lưng luôn. Chân móng sò, xương cối. Con này là ba bê mũi tiêu nha các bạn. Ba bê mũi tiêu nha. Đó, con này dòng F2 nè, hai cái bê đích các bạn thấy không? Có ngang. Đây, ba bê đen. Con này đòn cực kỳ dài luôn các bạn. Đó, lưng một lưng, đòn dài. Dài hở. Dài hở các bạn thấy không? Đích nè. Là đích tròn quay các bạn, con này cái đòn dài cực kỳ luôn các bạn. Đó, cặp được ba bê lỡ này thì chủ báo giá là 48 triệu các bạn, 48 triệu. Chút mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy các bạn. Đây, đích ngắn mũi nè. Đích ngắn mũi tròn quay, nổi cơ luôn các bạn. Đích ngắn mũi tròn quay, nổi cơ luôn các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Chân móng được hoàn thiện, xương cối nha các bạn. Xương cối nè. Đòn thì dài. Dài thì hở. Đầu to. Đó, cặp được ba bê này thì chủ báo giá là 48 triệu các bạn, 48 triệu. Một con ba bê mũi tiêu, một con ba bê đen. Đó, bò này vô dạng bò lỡ rồi nha các bạn. Đòn dài, đít ngắn mũi, chân móng thì hoàn thiện. Giá 48 triệu các bạn, giá 48 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Bây giờ đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Ba bê đen nè. Đòn dài. Đó. Lưng một lưng các bạn không? Đít ngắn mũi nè, cao 1m17 bò các bạn. Ba bê đen cao 1m17 bò. Đây, cao 1m17 bò nè bạn, ngay ngón tay nè. Đít nè. Đít là 1m21 bò. Ngay giữa lưng cao 1m17, đít là cao 1m21. Bây giờ đo ba bê mũi tiêu cho anh em thấy luôn các bạn. Cao 1m12 bò. Ba bê mũi tiêu cao 1m12 bò. Cao 1m12 nè các bạn. Cao 1m12 bò. Ba bê mũi tiêu cao 1m12 bò, đít nè. Đít là cao 1m16 bò. Đó, đít là cao 1m16 bò các bạn. Cặp được ba bê này chủ báo giá là 48 triệu các bạn, 48 triệu. Đó, một con thì đo giữa lưng cao 1m17, con cao 1m12. Giá 48 triệu cặp được ba bê này các bạn. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó. Con ba bê mũi tiêu này, cái bề đích đó các bạn thấy không? Đó, con này có ngang, xương cối. Ba bê đen đòn thì dài. Đích ngắn mũi luôn các bạn. Hai tạ đích đầy nhóc, ngắn mũi. Cặp ba bê này thì chủ báo giá là 48 triệu các bạn. Đây là cặp tiếp theo các bạn. Ba bê đen. Đây, chân móng hoàn thiện. Cặp này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn. Một con ba bê, một con Angus. Đó. Ba bê nè, đít nổi cơ nè các bạn không? Đòn dài nè. Dài hở nè. Đó. Cơ nè, ngắn mũi nó hết các bạn không? Hai bê đít tròn quay. Hai bê đít tròn quay nha các bạn. Đo cận cảnh trước luôn cho anh em thấy luôn các bạn. Rồi, cao 1m1 bò, đít nè, cao 1m13 bò. Đó, ba bê này cao 1m1 bò, đít là cao 1m13 bò. Chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết, dài hở, đòn dài. Đít tròn quay.
cao 1m1 bò, đít là cao 1m13 bò. Dàn chân móng móng sò hết các bạn thấy không? Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Đây. Còn anh gút rồi các bạn. Anh gút này đòn dài xương cực kỳ cối luôn. Đây, đo luôn cao 1m12 bò. Đít nè, cao 1m15 bò. Giá 33 triệu các bạn, giá 33 triệu một con gút, một con ba b. Con anh gút thì cao 1m12 bò, con ba b cao 1m1, giá 33 triệu các bạn. Con gút nè, đòn dài nè, xương cối nè, cao 1m12 bò nè, đít là cao 1m16 bò. Giá 33 triệu các bạn, giá 33 triệu. Chân móng nè, con anh gút là xương cối luôn các bạn thấy không? Xương cối, đòn dài, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Cặp con gút con ba bê chủ báo giá là 33 triệu bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.